Sáng nay thứ hai, em lang đi mấy chục cái vỏ bình ủ ấm trà bằng gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre cho khách sĩ. Vị khách này là thích những cái mẫu vỏ bình á, hút tài lộc, chiêu phong thủy về cho gia đình của mình, cho nên là đặt những cái mẫu vỏ bình mà những cái mẫu chữ rất là có ý nghĩa. Đặc biệt là những cái mẫu vỏ bình như thế này nè, mình trưng bày ở trong nhà mình để hút tài lộc, chiêu phong thủy về rất là tốt. Đây là mẫu chữ tài lộc, đây là mẫu chữ phát lộc, còn đây là chữ phát tài, đây là chữ lộc, đây là chữ tài lộc, phát tài, phúc lộc, như ý, lộc phát. Đây là chính giữa là mâm ngũ quả, là chữ phúc, hai bên là chữ an khang thịnh vượng. Đây được gọi là mẫu vỏ bình nắp măng cục để mai hàng đi ở bên em Lan là lúc nào cũng được tặng kèm theo một cái ánh tích như thế này. Một cái lon đựng trà và một hộp kẹo dừa đặc sản của Bến Tre. Do vị khách này là thích mẫu măng cục đế mai và những cái và được khắc laser bằng những cái kiểu chữ là hút tài lộc, chiêu phong thủy. Còn ngoài ra khách hàng có thể khắc theo ý của mình, em Lan nhận khắc chữ theo yêu cầu của tất cả các quý khách hàng.